Chào mừng em trở lại với cái kênh mình nha. Hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi một bài tiếp nha mọi. Và đây là cũng như bộ thưởng theo một bộ đấy. Mình hôm nay chơi bài liêng nha mọi nha. Và 500 ngàn nha, cực đầu là 10 ngàn đồng. Để chơi gì như vậy, chơi con game này cần yếu tố gì nha mọi, hên đúng không? Bởi đã đéo hên là đéo có cơ gì thắng gạ luôn ấy. Ôi rồi. Mỗi ngày mình chiến thắng một mê rồi mình nó mừng lắm. Ôi chín nè. Tố 10 đi. Ít ra mình có tố 10 nhỏ nhỏ nhiều đứa nó còn theo đấy. Theo rồi, có đứa theo rồi. Có đứa tố hơn thì đẹp, đừng có theo theo. Ơi tố hơn đi. Tố rồi, được rồi, được rồi. Có đứa tố rồi anh em ơi. Tố trăm luôn đi. Bởi thằng nào có điểm nó theo à. Nó bọ luôn anh em ạ, vãi đẩy kìa. Vãi vãi mình tố cao quá anh em. Tính em nhớ đánh ấy, đừng có đánh bố láo nha. Ví dụ bài ván nào đẹp thì em chơi, còn bài ván nào đéo đẹp ấy thì em bỏ bài đi. Ừ, cố gắng chơi khi những ván bài nó đéo đẹp nha anh em ơi. Đừng đánh kiểu đó. Ôi rồi. Cái ván này không điểm mà chơi đéo gì. Bỏ bài mà chơi ván bẩn mới chứ. Bàn đây nó rất nhiều bàn mà anh em. Đứa ngu gì mà đánh kiểu kiểu là bài xấu mà cứ đánh cố ấy. Kiểu như vậy, đánh như vậy gọi là ngu đấy anh em. 8 nước chơi được này. Mình ấy ví dụ mỗi bàn mà có 6 người như này ấy, anh em, ít nhất trên 7 điểm các bạn mới chơi nha, còn dưới 7 điểm thôi tốt nhất đừng có chơi. Khó đánh lắm. Tố 80 luôn. 8 điểm ok mà. Ui giàng ơi, cái thằng ấy nó tố kìa. Thằng này nó tố này chịu luôn đấy. Thôi ván này mình theo thôi anh em. Chứ đéo dám được đâu. Nó là theo như vậy thì thôi. Ôi mình ăn. Trời ơi thằng này bố đánh bố láo này. Vãi đạn kìa, nó tiền nhiều nó đánh bố láo anh em. Vãi đạn thật đấy. Chịu. 6 điểm mà nó tố gớm mấy đạn đấy. Tám điểm tiếp nè. Hôm nay bài hên nha anh em ơi. Bài hên nha. Theo thôi. Chứ bởi để có thằng nào răng sao cũng có thằng tố mà xem anh em ạ. Thằng ấy kia nó bỏ bài luôn. Tố có mất đéo cái này. Theo có mất đéo gì đâu anh em. Theo luôn à. Tắm rồ cũng đéo dám tố nha. Tố 90 ngàn luôn đi. Tắm rồ bài nó thấp ấy cũng đéo cao đâu. Trời ngon. Ngon anh em ơi. Được 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 có nó. Chơi vậy như vậy chứ. 8 nữa là cao đấy anh em. Nhưng mà 7 nữa là anh em đánh theo kiểu cẩn thận đấy. 7 nữa vẫn đánh được nhưng mà dưới 7 là thôi đừng có chơi. Ôi dồi 7 tấm 9 là pha đó ngon rồi nhỉ. Phải em 9 là pha đó liêng mé rồi ấy. Bậy này thì đánh theo kiểu đánh theo thôi nha. Đánh tố nhỏ nhỏ thôi. Tố 10 ngàn. Chứ bậy này thấp mà. Nó tố trên 50 ngàn là mình đéo dòng đánh đâu. Ôi dồi bao nhiêu thằng theo kìa. Theo đi. 9 điểm đó mình biết ngay mà. Mình đéo có cơ ăn rồi. Pha đó mình đỉnh bọ đấy. Một điểm kìa. Bắt đầu đến chữ đen rồi. Thắng lên 3 mê thì ngon anh em ạ. Nó khó lắm. Không lên 500 được, thắng 500 được anh em, 500 mừng rồi. Trời ơi 10G4 kìa. Xong 10GQ đi. Đấy mà đánh sáp cái thì ngon quá rồi anh em ạ. Thật đấy. Nếu có sáp thì quá là ngon rồi. Trời ơi, một điểm anh em ạ. Đúng là bây giờ đến chuỗi xui rồi đấy. Đến chuỗi xui rồi đấy anh em ạ. Đeo đơn giản đâu. Ôi, 6 điểm đéo chơi đâu. 6 điểm 6 đứa làm sao mà chơi được anh em. Nghĩ sao 6 điểm mà 6 đứa mà chơi. Cái sạc rồi nó quá thấp ấy. Thà đang mất 10 ngàn còn mất 5-6 chục anh em ạ. 7 điểm thì có thể chơi được này. Có thể thôi, tùy thôi anh em.
Đấy, nhưng thằng nào nó đeo có điểm nó túp luôn đi. Theo thôi. Thằng này theo này thì đẹp bật bài luôn. Thằng này tố là khó chịu ấy. Ôi già, vẫn thắng kìa anh em ơi. Ngon. Nhiều thằng nó không, nước đó vẫn theo. Theo có mất gì đâu anh em. Thôi bỏ rồi, 6 điểm này đéo đánh được đâu. Khó ăn nó lắm, ván nó rồi, tại mình 7 điểm hê đấy chứ. 6 điểm đéo ăn được nó đâu anh em. Trời ơi, 36 346 kìa, xong 345 đi trời. Bảy điểm này khó đánh lắm. Theo đi. Bảy điểm này mình chả kỳ vọng thắng đâu. Thằng kia nó tố đi à. Bỏ bài thôi. Vãi lìn kìa. Má à, cày nhỉ. 6 điểm nó cấy mình kìa. Sợ nhát đấy nha. 7 điểm pha đó nhiều đứa theo quá. Mình sợ đấy nha. Ít thằng theo rồi. Cày thế nhà, bị nó 6 điểm 3 điểm 0 điểm nó làm mình chạy anh em ạ. Chán thế. Rồi bây giờ thắng 300 nữa với nhau. Cảm nhận như thế này mình thấy xui rồi. Cảm nhận xui thì mình sẽ đánh ăn nhỏ thôi. Việc đéo gì đừng xui, mình cứ ăn cố gắng ăn to làm gì. À, 5 điểm thì xong, 5, 6, 7, 3, 4, 5 đi trời. Khó ăn nó lắm anh em ơi, không phải dễ gì đâu. Chơi vậy chịu rồi. Đèn thế nhỉ. Quá đèn anh em ơi. 7 điểm pha này cũng được. Tố 10 này. Thằng này tố này thì tao chịu ấy. Tố tiếp anh em ạ. Phải lìn thật đấy. Theo luôn đi, lần này 47 điểm, bố này theo đấy. Theo luôn đi. Mà nhưng chồng chéo cái déo gì mới đau, 4 năm sau mới đau. Liên động chất mới đau. Đèn thế nhỉ. Bô mày cày lắm mày đây nhỉ. Chịu luôn anh em ơi, đèn quá. Thắng có 300 lên 23 thôi mà. Nó còn khó anh ạ, bây giờ thua lại đấy. Trời sao đéo phải 9 gì đi, phải 9 14 mới đâu ấy. Như này cay lắm anh em ơi. Bảy quy rô thì cũng được. Mình tố 190 luôn đi. Thằng nào nó thấp điểm nó bỏ luôn đi. Theo luôn à. Căng thế. Thằng mà theo đấy đồng căng đấy, bài thằng này 89 nước đấy. Biết ngay mà. Đèn thế nhỉ. Quá đen rồi anh em ơi. Tám nước này thì cũng được. Tám nước cà rô thì đẹp hơn. Ui thằng đéo này nó lại theo nó kìa. Dễ thua rồi. Má à, thật đúng là thua thật anh em ạ. Hai lần đều thua cái thằng kia kìa.
tám với đấy mà toàn gặp những thằng to hơn ấy. Chơi như vậy đấy anh em ơi. Đánh bô láo đấy. 6 nước đéo bô láo quá thôi anh em. Caro mà. Từ từ mà lên thôi anh em ơi, không vội. Thôi bỏ đi, 6 điểm là đéo ăn được đâu. 6 điểm Caro với Quiro mới dám chơi. Baro thì dễ thua lắm. Ôi chín này, ngon này, ngon này, ngon này. Phải được này. Nên bù láo đi. Có thằng theo thì ngon. Bỏ luôn anh em à. Nói lìn kìa, chín nữa nó đã bỏ kìa. Quả pha mình đánh đầu ấy, nhiều đứa nó nghĩ mình tố ấy, tố láo ấy. Ngon. Ván này liêng thì ngon này. À, nó kiểu là ván cuối này. Đéo được mình ra chơi con game khác này. Chứ bởi con game này đéo hên này, cố gắng đánh làm đéo gì nữa. Ui, sáp nè. Trời ơi. Tố nhỏ thôi nha, tố nhỏ thôi nha. Mấy tố 70 thôi. Từ từ thôi để nó vào trong thôi. Nó tố nữa thì ngon. Ôi tố tiếp thằng này tố tiếp. Bố mày tố này. Đấy, bố mày bây giờ mới tố này. Ôi rồi ôi. Ôi rồi. Chịu ấy nhỉ. Thôi, đéo đánh nữa. Nó hên một cái như vậy thì thôi đéo đánh nữa. Mình đánh con game này hên xui một ván này. Má nó kìa. Đây này, 20 năm thôi nghĩ. Rồi, thắng là 5 năm. Biết ngay nè. Nghĩ em ơi. Thôi, video này kết thúc nha. Bye bye anh em.